Người yêu cũ. Mẹ ơi, con đói rồi. Bao giờ bố mới về hả mẹ? Chi của mẹ ngoan, bố sắp về rồi con. Mẹ con mình cùng đợi bố về ăn cho vui nhé. Ngày nào bố cũng về muộn, con đói lắm, đói lắm. Thôi được rồi, con ăn cơm trước đi nào. Dạ. Số máy lạ à? Ai gọi vậy nhỉ? Alo, ai đó ạ? Tôi là Nhiên đây. Ai đó ạ? Ờ, anh đây. Anh Tuấn phải không? Em vẫn nhận ra giọng anh sao? Bao nhiêu năm rồi? Sao anh lại gọi cho em? Mà sao lại biết số của em? Anh đã hỏi mấy người bạn đại học mới xin được số của em đấy. Anh muốn gặp em. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh nói luôn ở đây cũng được. Bây giờ tôi đã có gia đình và cuộc sống riêng của mình, gặp nhau e không tiện. Xin em đấy. Anh mới được điều ra ngoài này công tác 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Em có thể gặp anh một lần như những người bạn cũ được không? Em còn xinh hơn cả ngày xưa nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Chắc anh cũng đang có một tổ ấm rất hạnh phúc rồi. Anh vẫn một mình. Thật sao? Tại sao? Thì là vì anh vẫn còn nghĩ tới em, vẫn còn yêu em. Anh đừng đùa nữa. Giữa chúng ta đã không còn gì từ 10 năm trước rồi. Sau khi chúng ta chia tay, anh lao đầu vào công việc. Nhưng bây giờ anh phải thừa nhận rằng em luôn là người con gái anh nhớ tới nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất. Chúng ta xa nhau là một sai lầm. Anh đã sai rồi, anh xin lỗi. Trên đường tới đây, anh đã chạy xe qua rất nhiều những con đường cũ. Anh nhớ những chiều chở em trên phố, ta cùng đi ăn kem, cùng đi nhà sách. Ở đâu cũng có hình bóng của em. Xin lỗi anh, có lẽ bây giờ những lời này không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi có việc rồi, phải về trước đây. Hôm nay là chủ nhật, em có bận gì không? Đến chỗ hẹn cũ nhé. Anh mời đi ăn. Có một nhà hàng mới mở rất ngon, có nhiều món em thích đấy. Bố ơi, sao bố không gọi mẹ vậy ạ? Vì bố muốn gây bất ngờ cho mẹ con. Mấy tháng nay bố đã bận rộn quá rồi. Mẹ đã vất vả nhiều. Bố muốn tự tay nấu bữa sáng ngày chủ nhật cho mẹ và con. Con có thích không? Dạ con thích. Con thích, để con lên gọi mẹ xuống ăn nhé bố. Ừ, con gọi mẹ đi. Nhớ thơm vào má mẹ nhé. Mẹ xuống rồi ạ. Mẹ mặc váy đẹp đi đâu thế? Em chuẩn bị đi đâu à? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi này. Không, em không có việc gì nữa. Anh đợi em một chút, để em phụ anh nhé. Mình thật tệ. Mình đang bị làm sao thế này? Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang có một gia đình hạnh phúc,
không thể vì Phúc yếu lòng mà đánh mất tất cả. Bài học từ những con khỉ. Chào các em. Hôm nay thầy có một tin vui muốn thông báo. Tin gì thế nhỉ? Không biết, được nghỉ học à? Sắp tới có cuộc thi toán Olympic quốc tế được tổ chức ở Malaysia. Trường chúng ta may mắn có một bạn được cử đi. Ồ, ai thế nhỉ? Lớp mình sao? Đó là một bạn đã tham gia kỳ thi toán quốc gia vừa rồi. Chắc chắn là cậu rồi, sướng nhé. Sướng chứ, nhưng cũng mệt lắm đấy. Đó là bạn Phan Huy. Là em sao thưa thầy? Ừ. Hả? Là thằng Huy à? Không phải là Hùng sao? Chúc mừng cậu, vậy là sắp được sang Malaysia rồi. Ê, Huy, chúc mừng nhé. Ờ, cảm ơn nhé. Nhưng mà nhớ phải đoạt giải mang về, nếu không thì mất mặt nhà trường và các thầy cô lắm đấy. Không làm được thì đừng đi, chứ giống như mấy người thi lần trước, toàn trượt thì chán lắm. Cậu để ý lời cậu ta làm gì? Chắc cậu ta ghen tị vì không được chọn đấy. Người đâu mà xấu tính. Nhưng mà cậu ấy nói đúng đấy. Tại sao nhà trường lại chọn mình nhỉ? Biết bao người giỏi hơn mình đi thi mà còn thất bại. Cuộc thi khó như thế, mình làm sao giành giải được? Lúc đó thì mất mặt nhà trường lắm. Lẽ ra người được chọn phải là Hùng. Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Nhà trường đã chọn cậu chắc phải có lý do. Có mặt trong cuộc thi đã là giỏi lắm rồi. Chỉ cần cậu cố gắng hết sức là được. Sao? Em muốn rút tên khỏi danh sách sang Malaysia và đề cử bạn Hùng ư? Dạ, em thấy bạn Hùng xứng đáng hơn em. Tại sao em lại như thế? Em đã nghĩ kỹ chưa? Dạ, em đã nghĩ suốt đêm qua. Đây là một cuộc thi khó. Em nghĩ mình không đủ sức. Em sợ mình không mang lại vinh quang gì cho trường, phụ lòng các thầy cô. Hơn nữa, các anh chị khóa trước đã từng đi thi, ai cũng giỏi hơn em rất nhiều, vậy mà đều ra về tay không. Thầy không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy. Thầy thấy thất vọng về em. Thôi được, thầy đồng ý, nhưng với điều kiện, chiều nay em hãy đến gặp thầy ở phòng thí nghiệm. Thầy muốn cho em xem cái này. Dạ. Đây là ba con khỉ đã bị bỏ đói mấy ngày. Bây giờ em hãy thả một quả chuối vào chuồng nhé. Dạ. Sao thầy lại hắt nước sôi vào chúng ạ? Em xem, bây giờ cả ba con đều không dám đến gần quả chuối. Thầy muốn chúng sợ không đến gần quả chuối nữa hả? Bây giờ thầy sẽ thả một con khỉ khác vào. Em xem nhé. Ồ, hình như ba con khỉ kia đang cảnh báo con khỉ mới vào về việc bị tạt nước nóng, làm nó sợ không dám đến gần nữa. Thầy sẽ dần thay hết lũ khỉ cũ bằng lũ khỉ mới chưa từng bị tạt nước. Ồ, tất cả những con khỉ mới đều không dám đến gần quả chuối dù chưa hề bị tạt nước. Em có biết vì sao không? Có lẽ chúng đã quá tin vào kinh nghiệm của những con khỉ đi trước, bị sợ tạt nước nóng nên... Đúng là như vậy. Không phải chúng không thể lấy được quả chuối, mà vì chúng không dám lấy. Bây giờ đã không còn nước nóng nữa, nhưng không con nào dám dũng cảm tiến lên phía trước thử một lần, nên đành chịu đói cùng nhau. Đúng vậy, em cũng đang lâm vào tình trạng giống những chú khỉ kia. Ý thầy là, đôi khi không phải ta không có năng lực, mà là do ta không đủ dũng khí. Không nên quá tin vào kinh nghiệm và thói quen, ta mới có thể có những bước đột phá. Em có hiểu ý thầy muốn nói gì không? Em đã hiểu rồi thầy ạ. Em sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi. Em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt, làm hết sức mình.
không cần phải lo lắng về những việc xảy ra trước đó. Phải thử thì mới biết có thành công hay không, có đúng không thầy? Tốt lắm, phải thế chứ. Nhện và sơn dương. Chà chà, bộ sừng của mình thật không loại nào sánh được. Phải chịu khó đánh bóng mỗi ngày, như thế thì các cô nàng sơn dương mới thích chứ. Thế nào ở gần đây cũng có sơn dương, dấu chân của nó đây này. Đúng vậy, phải tìm ngay. Nhện ơi, cứu tôi với. Có việc gì thế? Đám thợ săn đang truy đuổi tôi. Mau chạy vào trong kia đi. Đám thợ săn và con chó sắp đến gần rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tìm dấu chân nó. Lần theo dấu chân sẽ thấy nó thôi. Tìm đi. Trời ơi, họ mà lần theo dấu chân sơn dương đến đây thì cậu ấy chết chắc. Sơn dương ơi, mình nghĩ ra cách cứu cậu rồi. Mình sẽ dùng tơ của mình giăng kín những vết chân của cậu. Những thợ săn kia thấy vậy sẽ tưởng đây là vết chân cũ. Họ sẽ không truy lùng ở đây nữa. Không được đâu nhện ạ. Để giăng kín những vết chân này, cậu phải rút hết tơ trong ruột của cậu, rồi phải dùng rất nhiều sức lực để kéo tơ đan mạng nữa. Như vậy cậu sẽ kiệt sức mất. Không sao, mình sẽ tự biết lượng sức mình. Cậu là bạn mình, mình không thể nhìn cậu vào chỗ chết mà không cứu. Nâu ơi, dừng lại đi. Nếu không, cậu sẽ chết vì kiệt sức mất. Không được, tôi nhất định phải cứu cậu. Nhện ơi, cậu sao rồi? Nó ở đây, nó ở đây. Con sơn dương này chạy nhanh thế, thoát đã không thấy đâu rồi. Mà có ba con đường, không biết nó chạy hướng nào. Đường này có dấu chân sơn dương, nhưng chân đầy mạng nhện thế này, chắc không phải con sơn dương hồi nãy. Nó chạy hướng khác rồi, chúng ta đi thôi. Nhện ơi, cậu tỉnh lại đi. Sơn dương ơi, vậy là họ đã đi rồi. Cậu tạm thời đã an toàn. Đốt hết đi, kiểu gì nó cũng phải chạy ra thôi. Trời ơi, họ đốt đám cỏ mà chúng ta đang trú ngụ, phải mau chạy thôi. Cậu hãy chạy nhanh. Phía sau đám cỏ, họ sẽ không đuổi kịp đâu. Nhanh lên. Còn cậu, cậu phải đi với mình chứ. Nếu không, cậu sẽ chết cháy ở đây. Mình không thể. Mình không còn sức lực mà chạy nữa. Cậu mau chạy đi. Không được, mình không thể bỏ cậu ở lại. À, phải rồi. Cậu chịu khó ở yên trong tay của mình. Mình sẽ đưa cậu đi. Sơn Dương, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình đã bỏ mạng rồi. Cậu nói gì vậy? Cậu đã bất chấp cả tính mạng, rút cả sợi tơ cuối cùng từ ruột mình ra để cứu mình, lại vì mình mà chịu hiểm nguy. Một chút cố gắng của mình có đáng kể gì đâu. Thật may nhờ sự tương trợ, yêu thương nhau, cả
cả hai chúng ta đều bình an vô sự. Cú mèo và sóc. Ôi, những quả sồi mới ngon là làm sao? Thôi, nghỉ một lát đã. Này, anh Sóc, anh đi chỗ khác đi. Bác nói buồn cười thật, tôi có làm gì bác đâu mà bác đuổi tôi. Anh không biết cách cư xử gì hết à? Ít ra anh cũng phải biết kính trọng tôi già cả và để yên cho tôi ngủ với chứ. Tôi đã phải kiếm ăn cả đêm rồi. Tôi thổi ở nhà tôi, bác ngủ thì cứ ngủ, liên quan gì đến nhau đâu. Mà ban đêm bác cứ ra ra vào vào, bay đi bay lại, cũng làm tôi mất ngủ. Mà tôi có nói gì đâu. Tối nay biết tay ta. Được lắm, ngày mai biết tay tôi. Cãi nhau với gã cũng chẳng ích gì, lại mất công mất việc, mà có khi lại đến chết đói mất thôi. Mấy hôm nay toàn nhịn đói. Anh thổi càng hay quá, chắc anh cũng phải tập luyện gian khổ lắm. Thì tất nhiên tôi cũng phải tập. Thế mà mấy người bạn của tôi cứ chê tôi thổi không ra gì. Thật đúng là họ thật không biết thưởng thức âm nhạc gì cả. Chứ tôi là tôi chưa bao giờ được nghe ai thổi càn lá hay như anh đâu. Giá mà tôi thức được, tôi cũng muốn sang nhà đàn hát với anh cho vui. Mà mắt tôi lại không còn được tinh tường như xưa nữa. Thật tiếc. Tội nghiệp cho bác. Mà tôi xin lỗi bác nhé. Thật ra tôi cũng vô ý quá. Trong khi tôi được ngủ say thì bác phải đi kiếm ăn suốt đêm. Thôi, bác quay vào ngủ tiếp đi. Tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của bác nữa. Tôi cũng phải rút kinh nghiệm. Chúng ta là hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Phải giữ cho nhau, nhường nhịn nhau. Từ nay tôi cũng sẽ nhẹ nhàng để không phiền đến giấc ngủ của anh. Tình bạn của sóc nâu. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé. Tất nhiên rồi. Sao muộn thế này rồi mà sóc vàng vẫn chưa đến? Có ai ở nhà không? Trời, cậu bị sao thế? Sóc nâu đấy à? Tôi bị bệnh rồi. Khổ thân cậu, mau vào nhà đi kẻo lạnh, để tôi gọi bác sĩ Gấu đến khám cho cậu. Bác sĩ Gấu, sóc vàng bị sao thế ạ? Cậu ấy bị nhiễm phong hàn nặng. Chị e... Sao cơ? Chị e làm sao ạ? Xin bác hãy cứu lấy sóc vàng, cháu xin bác đấy. Tôi không thể chữa được cho cậu ấy, nhưng có một cách. Cách gì ạ? Nghe đồn trên núi cách đây 10 dặm có một vị thần có thể chữa bách bệnh. 10 dặm ư? Sao, cậu sợ rồi phải không?
Đường đi quả là rất xa và nguy hiểm nữa, nhưng đó là cách duy nhất cứu được sóc vàng. Đó là cách duy nhất cứu được sóc vàng. Cảm ơn bác. Nhất định cháu sẽ tìm ra vị thần đó để cứu sóc vàng. 10 dặm, chưa 100 dặm cháu cũng phải đi. Mệt quá, đói nữa. Mình đã đi cả nửa ngày đường rồi, phải ăn lấy sức đã. Nhưng đường còn dài, số thức ăn này mình phải ăn về để dành thôi. Chào bạn sóc nâu. Ồ, bạn nhím đấy à, bạn đi đâu đấy? Tôi đang đi tìm vị thần y trên núi để về chữa bệnh cho sóc vàng. Mà đi đến đây thì không biết rẽ đường nào. Bạn có biết đường không? Chỉ cho tôi với. Đương nhiên là tôi biết đường chứ. Tôi sẽ chỉ cho bạn, nhưng với một điều kiện. Ôi, may quá. Bạn mau nói cho tôi đi. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nếu bạn cho tôi hết chỗ hạt dẻ kia, tôi sẽ nói cho bạn biết. Nếu cho nhiếm hết số hạt dẻ này thì mình sẽ đói mất. Nhưng... được, tất cả vì sóc vàng. Đây, tặng bạn toàn bộ số hạt dẻ mà tôi mang theo đấy. Cứ đi theo hướng này là gặp vị thần đó. Cảm ơn vì túi hạt dẻ nhé. Đã đi cả ngày đường rồi, sao vẫn chưa tìm thấy vị thần y đó nhỉ? Trời, lại có một ngã ba nữa. Biết đi đường nào bây giờ? Anh Thỏ ơi. Ai đấy? Tôi đây, tôi là Sóc Nâu đây. Anh có biết đường tới chỗ vị thần y không? Chỉ cho tôi với. Ai... ta vừa ngủ dậy, khát nước quá. Đây đây, nước đây. Tôi chỉ có mỗi chai nước này thôi. Thế ta uống hết thì cậu uống bằng gì? Không sao, tôi chịu được mà. Miễn là anh chỉ đường cho tôi tới chỗ thần y để cứu bạn tôi thôi. Hả? Ngài là... ta chính là vị thần y mà con đang tìm kiếm đây. Ôi, chào thần y, xin ngài hãy cứu giúp bạn con. Ta đã biết hết chuyện của con và rất cảm động, vì chính ta đã giả làm nhím và thỏ để thử lòng con. Bây giờ, chúng ta cùng trở về cứu sóc vàng nào. Ôi, sóc vàng, cậu đã tỉnh rồi, tuyệt quá. Đa tạ thần y đã cứu mạng. Con hãy cảm ơn người bạn của mình. Chính cậu ấy đã không ngại đường xá xa xôi, nhường hết thức ăn và nước uống của mình cho người khác, chỉ mong tìm được đường cứu con. Con phải biết trân trọng và yêu thương bạn nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời của mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng ta là bạn mà. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.